Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bàn hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em một cặp loa ở phân khúc giá rẻ. Sản phẩm này nó sẽ đến từ thương hiệu của Ramsa. Đây là dòng loa mà anh em phải mà vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, nó là cực kỳ tốt. Đây, mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức như về thiết kế dòng sản phẩm này. Con này là hàng mà Nhật vừa bắt bờ thôi đấy mà. Hình thức còn rất là mới, đẹp keng, tầm trên 90% nha anh em. Đây, mời anh em cùng xem chi tiết. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với e-căng trong sản phẩm này. Đây, e-căng thì trung tâm thì nó sẽ có logo in thương hiệu của Ramsa. E-căng thì nó sẽ có thiết kế là vải lưới nha anh em. Và ở bốn góc thì nó sẽ có ốc để mà bắt dính vào luôn. Còn phía trên là sản phẩm thì sẽ trang bị ta hệ thống là hai loa nha anh em, một loa bass 20 và một loa shape dom lồ nha anh em. Đây, con này nó sẽ có bass 20, màn giấy, viền cao su nha anh em. Sân âm con này cho ra nó là hết sảy nha mà. Em hát karaoke, họ hát cỡ nào thì con này vẫn chịu được, rất là tốt anh em. Để mời anh em cùng xem qua bờ tem nhãn trong sản phẩm này. Đây, con này nó sẽ có tên model là WSA70W, cỡ kháng tiêu chuẩn 8 ohm, công suất là 160W anh em, là công suất rất lớn. Để mà anh em có thể mà thoải mái mà hát karaoke nó là rất là tốt anh em ạ. Đây, cái này thì nó sẽ có số series là 1.5. Dòng này thì mình về thì nó sẽ có số series mà liền kề nha anh em. Đây, số series của con bên dưới là 1.6 nha anh em. Và đặc biệt là giá nhập để lại cho anh em và nó là cực kỳ tốt anh em ạ. Chỉ với 3.500.000 đồng thôi. Nếu anh em muốn mua, các anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test xích âm. Mời anh em. Và hiện tại mình đang phối ghép cặp loa này với âm đưa dực của Marantz nha anh em. PM6100SA. Đây mời anh em. Chính chiến tàn, anh chẳng còn chi. Chẳng còn chim ngoài con tim heo. Sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Vui cùng ruộng nắng, cùng đàn cháu với cây đa khóm chúc hàng cao, với con đê có chiếc cầu tre đã bao năm. Cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la.
đây quê có con trâu con lương giàu thiên đường này mơ ước bao lâu. Rồi anh em thấy sao về chất âm của cặp loa Ramsa WSA70W? Thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những lần tới. Bye. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.